Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Yun Phạm nhận cả rổ meme sau game đồng hồ cát ở Running Man Việt Nam tập 12. Running Man Việt Nam tập 12 đã để lại những khoảnh khắc khó đỡ của Yun Phạm và cả dàn cát. Sau khi tập 12 phát sóng, Running Man Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen của khán giả, không chỉ bởi những thử thách vừa khó vừa hài hước mà còn bởi tinh thần bất diệt, vui chơi tới bến của cả dàn cát. Một trong những thử thách đem lại tiếng cười nhiều nhất là đồng hồ cát. Ở thử thách này, các đội chơi phải vượt qua một cây cầu sóng nhân tạo. Ở dưới, các đội bạn sẽ nằm đạp chân lên tấm nệm để cản trở. Nhiệm vụ của đội thực hiện thử thách là phải xách cát trong những chiếc ô bị đục lỗ, vượt sóng để về đích. Đội nào vận chuyển được nhiều cát nhất là đội chiến thắng. Ở game này, đội Trường Giang, Trương Thế Vinh, Chu Phạm xuất phát trước. Vì là một thử thách khó nên không thể tránh khỏi những khoảnh khắc các thành viên biểu hiện cảm xúc hay làm những động tác hài hước. Và chính ở phần chơi này, Chu Phạm đã để lại một rổ meme không thể đỡ nổi của mình. Nếu theo dõi Chu Phạm từ Running Man Việt Nam từ mùa 1, chắc hẳn bạn đã biết anh chàng có tính cách lầy lội chẳng kém gì Ngô Kiến Huy. Thậm chí hai thành viên này còn có biệt danh trong chương trình là Thỏ Trắng Ngô Kiến Huy và Thỏ Đen Chu Phạm, như một cặp bài trùng. Trước khi lên sàn, Ngô Kiến Huy còn giúp Jun trang bị bảo hộ rất cẩn thận. Thậm chí trong một vài khoảnh khắc, Thỏ Đen sắp bay ra khỏi làn sóng, Thỏ Trắng còn chạy tới giữ chân giúp bạn mình không bị ngã. Jun Phạm cho biết đây là một thử thách thật sự vui, nhưng cũng rất mệt. Sau khi kết thúc, các thành viên còn mất luôn cảm giác đôi chân của mình. Tuy khó, nhưng Jun vẫn rất cố gắng vượt sóng. Nhìn hình ảnh anh chàng cố gắng băng qua cơn địa chấn để rồi ngã chỏng vó thật khó có thể không bật cười. Hết ôm số cát, Jun Phạm đổi kiểu, nhảy tung tăng bất chấp nguy hiểm đang rình rập dưới chân. Vũ đạo mà Jun thể hiện ở trò chơi này chắc chắn chỉ được chiêm ngưỡng một lần duy nhất. Một số fan của chương trình còn ghép hình ảnh Jun Phạm, hai tay hai số cắt, hình ảnh siêu nhân Ant-Man trong đoạn clip về Hugh viral trên mạng xã hội. Sự trùng hợp này khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Nhưng sự thật thì một bên đang vật vã để về đích, còn một bên đã về đích tuổi già nghỉ ngơi rồi. Nhìn những hình ảnh meme của Jun Phạm trong tập 12 Running Man Việt Nam, khán giả chắc cũng quên mất anh chàng là một ca sĩ điển trai tài hoa.